Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel nha. Chúng ta sẽ chơi tựa game xếp giờ gì gì đấy. Chơi con game này nào. Dội nước chạy rồi. Nào. Tôi sẽ là cái súng AB này. No way. Chạy rồi. Sẽ gọi thằng chú hề hài hước này đến. Buột thằng hề đến giải cứu đứa này. Nâng được cột điện này nào. Hay đấy. Tiếp tục. Đấy bị nhốt rồi. À, làm sao để ra được khỏi đây đây. Lấy cái này. À, đây. Thu nhỏ bản thân lại. Đứa này bê thời công nghệ cao rồi. Mình sẽ sử dụng sức khỏe của mình. À, sẽ đây cơ bắp. Thôi anh mở bằng mắt. Ồ, mở được ạ. Quá là lợi hại luôn. Đi ra ngoài. Sắt. Tiếp tục nào. À, đứa này gì? Mình sẽ gọi thằng này. Nói chuyện với con này. Nó hỏi cái thẻ của đứa này đâu? Đứa này không có và bị bắt luôn. Đó là cái kết cho việc giả dạng người khác. Mình sẽ đóng giả thành người yêu đứa này này. Đóng giả thành người yêu của con này. Đi qua. Một con bạch tuộc. Cho nó cái kẹo này. Mỗi xúc tua một con cái ăn này. Tiếp tục sẽ là cái gì đây? Thời gian. Quay ngược lại thời gian. Vào lúc đứa này đang ngủ. Ok. À, bây giờ mình biết rồi nha. Đóng giả thành con này được thông qua này. Tiếp theo là có cái kẹo này. Cái kẹo à. Tiếp theo đến là các bà ông giáo sư tiến sĩ này. À, happy. Vẫn cứ quay ngược lại thời gian thôi. Quay ngược lại thời gian đúng rồi nhỉ? Quay ngược lại thời gian. Ồ, đứa này bị vào vòng lặp vô tận à? Tiếp tục đi.
Đi qua đây à? Đóng giả này. Đóng giả thì làm gì nhỉ? Đi vào này. Xong gặp con bạch tuộc lại cho nó ăn kẹo. Đứa này bị vào vòng lặp thời gian vô tận rồi. Chết rồi. Rồi. Kẹo ơi, ăn đi. Mình sẽ làm vỡ cái kia. Này. Ô không đúng rồi, chạy rồi. Lại quay lại thời gian à? Thế chả chả khác gì đứa em vào vòng lặp thời gian vô tận rồi. Mãi không thoát được ra khỏi cái này các bạn ạ. Oh no. Vào vòng lặp thời gian vô tận rồi. Đi vào đây. Buộc con bạch tuộc trở lại. Buộc à? Bị nó ném đi luôn. Bị ném đi luôn rồi. À, giờ rồi. Không thoát được ra khỏi cái này rồi. Cái kẹo rồi. Vậy làm cách nào để có thể thoát được ra khỏi đây đây? Lại về đây. What the fuck? Lại dùng cái đồng hồ này lại cô tua ngược lại thời gian. Hết cách. Đứa này vẫn đang ngủ trưa các bạn ạ. Lại màn này. Quay về màn đầu tiên này. À, bấm chuông nhà ông chủ. Tôi là nữ hầu gái đây. Được, welcome. Tiếp tục. Dùng cái gối này. Vỡ rồi, vỡ xong. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.